Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh của Thảo Dược Người Dao. Hôm nay trong cái clip này, Thảo Dược Người Dao xin gửi đến các bạn một cái cây thuốc để điều trị viêm gan của người dân tộc Dao chúng tôi. Đồng thời là một cái cây thuốc để hỗ trợ điều trị viêm dạ dày đại tràng. Đó, rất là tốt. Cây thuốc này thì hầu như người dân tộc Dao thì người nào cũng biết đến tên của cây này. Tuy nhiên để mà tìm được một cái cây, bây giờ to bằng cái cán của cây liềm thì cũng rất là khó. Tại vì là mấy năm trở lại đây thì những cái thương lái ở bên Trung Quốc ấy sang thu mua cái cây này rất là nhiều. Nên bây giờ là cây này thuộc hàng hiếm đấy. Thuộc hàng quý hiếm đấy các bạn. Đây. Đấy, rõ ràng hôm trước tôi có để ý thấy một cây ở đây thì tìm mãi không thấy. Bây giờ đã thấy rồi. Đây. Cây này là một cái cây rất là tốt này các bạn này. Đấy, chúng ta gọi là cây Hoàng Liên Ozo đấy. Hay còn gọi là cây mật gấu Bắc. Đấy. Tôi nói cây mật gấu Bắc thì các bác không nên thắc mắc. Tại vì là trong Đông y thì người ta đã nghiên cứu về cái dược chất của cây Hoàng Liên Ozo này. Nó có đặc điểm và những cái dược chất nó tương tự với lại cây mật gấu Nam, hay còn gọi là cây lá đắng ở miền Nam đấy. Cho nên là nhiều bác, ngày trước tôi đã có cái clip tôi giới thiệu về cây Hoàng Liên Ozo rồi, nhưng mà nhiều bác bình luận, tôi thấy là cũng có nhiều bác bảo cây này không phải là cây mật gấu. Thì hôm nay đích thân tôi đính chính lại thì cây này là cây mật gấu Bắc. Đó. Tên nó có nhiều tên gọi khác nhau. Đấy, cây mật gấu Bắc với lại cây Hoàng Liên Ozo, hay là ở trên tôi gọi là cây giàng tằng. Đấy là tiếng địa phương của chúng tôi. Ngoài ra nữa, cây này còn được gọi với một cái tên rất là tuyệt vời. Nó chính gọi là cây thập đại công lao. Đấy, nó có khoảng 10 cái công dụng rất là lớn, nên người ta được gọi là, được ví cái cây này gọi là cây thập đại công lao nha các bạn nhé. Và một cái tên gọi nữa thì người ta gọi cây này là cây hoàng mộc, hay còn gọi là hoàng bá gai. Đây, cây này nó lá của nó có khá là nhiều gai ở viền này, đấy, ở mép lá. Nói về cái tên gọi thì các bác cũng không nên thắc mắc. Đấy, các bác cũng không nên bình luận quá nhiều về cái tên gọi của nó. Chúng ta chủ yếu nói về thuốc thì chúng ta nói về cái dược chất của nó, nói về tác dụng của nó là như nào. Tuy nhiên hôm nay trong cái clip này thì tôi cũng mô tả một chút về cái đặc điểm của cây này. Cây Hoàng Liên Ozo này, hay còn gọi là cây mật gấu Bắc ấy, là một cái loại cây bụi lớn, có thân cao từ khoảng 2 đến 3 mét cơ. Thân và rễ thì thường có màu vàng. Đây tôi sẽ cho các bạn biết luôn. Vậy rễ thì tôi sẽ không đào rễ của nó ra nữa. Tôi chỉ cần cho các bạn biết thân của nó. Nó có màu vàng như này. Đây ạ. Thân của nó màu vàng. Đây. Đó. Về phần lá thì lá của cây Hoàng Liên Ozo này thuộc loại lá kép. Đây ạ, hình lông chim. Đây. Đó. Và lá của nó thì thường nó có chiều dài khoảng từ 15 đến 35 cm. Đấy, tuy nhiên là cây này nó khá là nhỏ. Đấy, nên là về lá, nên nó đang trong cái quá trình
phát triển nên là nó vẫn còn hơi là bé đấy. Còn về hoa của nó ấy, hoa thì có màu vàng và mọc thành từng chùm ở trên này này đấy, ở ngọn cây này này. Tuy nhiên thời gian này là không phải là thời gian ra hoa, thời gian ra hoa của cây này nó rơi vào khoảng tháng 3, tháng 4, ra hoa kết quả vào khoảng tháng 3, tháng 4 đấy. Rồi, bây giờ tôi xin đi vào cái vấn đề chính, đó chính là cái tác dụng của cái cây thuốc này. Thì cái cây này ở trên người da chúng tôi, chúng tôi có thể dùng với 3 phương pháp. Cái thứ nhất, chúng tôi thu về, chúng tôi dùng tươi hoặc là dùng khô đều được cây Hoàng Liên Ozone này. Đấy. Đây là sắc uống. Còn cái thứ hai nữa, chúng tôi có thể dùng để ngâm rượu. Cái thứ ba là dùng để kết hợp với lại nhiều cây khác, đun nước tắm. Đấy, đun nước tắm trị bệnh thấp khớp. Đấy, phụ nữ sau sinh nó rất là tốt. Và đặc biệt là người dân tộc chúng tôi dùng cây này để mà điều trị bệnh viêm gan, nó rất là hiệu quả nha các bạn nhé. Cây này kết hợp với lại một cây nó có gai, chúng tôi hay còn gọi là cây chả cỏ đắng, và nhiều cây khác nữa để điều trị viêm gan, nó rất tuyệt vời. Đấy, kết hợp với lại cây mà trong cái video trước tôi có giới thiệu với các bác, đó chính là cây điền gián đấy. Đấy, chúng tôi kết hợp nhiều cây lại với nhau tạo thành một bài thuốc điều trị viêm gan, nó rất tuyệt vời. Đây là cây mật gấu bắc này. Tiếp tục với những cái trường hợp mà bị bệnh đau mắt đỏ ấy, bệnh vàng da do viêm gan ấy, thì chúng ta sử dụng cái cây này này. Các bạn có thể sử dụng khoảng từ 10 đến 15 gram cái cây Hoàng Liên Ozone này, kết hợp với lại khoảng 10 gram hạ khô thảo. Hạ khô thảo thì hôm trước tôi đã có cái clip gửi đến tất cả các bác rồi đấy. Cái vị này các bạn đem sắc uống mỗi ngày để cải thiện cái tình trạng bị đau mắt đỏ này, viêm gan, vàng da của các bạn. Tiếp tục những cái trường hợp mà bị mẩn ngứa này, bị mụn nhọt này, thì chúng ta cũng có thể dùng cây Hoàng Liên Ozone này. Các bạn dùng khoảng 15 gram kết hợp với lại lá khổ sâm 20 gram, đem đi nấu lấy nước để rửa cái vùng bị viêm hay là bị mẩn ngứa đấy. Đấy. Còn một cái trường hợp nữa, những cái trường hợp mà bị ung thư ấy, đấy, bị ung thư gan ấy, thì các bạn sử dụng cái cây Hoàng Liên Ozone này khoảng từ 25 đến 30 gram, kết hợp với lại cây long quỳ, đem sắc nước uống mỗi ngày một thang. Như vậy đến khoảng thời gian từ 1 tháng rưỡi đến 2 tháng thì nó sẽ cho hiệu quả rất tốt. Đấy là những cái trường hợp mà bị ung thư gan. Đây là cây Hoàng Liên Ozone. Một cái nữa, những cái trường hợp mà bị ung thư phổi đấy, thì theo như cái bài thuốc y học cổ truyền thì các bạn có thể dùng khoảng 15 gram Hoàng Liên Ozone này kết hợp với lại 30 gram thạch quyết minh, 6 gram toàn yến, cương tằm 9 gram, cầu đằng 9 gram, chư ương 30 gram, xà lục cốc 30 gram, đem đi sắc lấy nước uống mỗi ngày trong vòng 1 tháng thì nó có thể hỗ trợ điều trị ung thư phổi, nó rất tốt. Đấy. Ngoài ra thì cây này dùng để điều trị bệnh dạ dày, đại tràng, nó rất tốt. Đồng thời nó dùng để hỗ trợ những cái trường hợp mà bị say rượu, thì chúng ta có thể dùng cây này sắc uống để mà giải rượu, nó cũng rất là tốt. Đó. Đấy là một số những cái thông tin mà tôi muốn gửi đến tất cả mọi người về cái cây Hoàng Liên Ozone này. Và một cái điều lưu ý là những cái trường hợp mà chị em phụ nữ đang mang thai hoặc là đang trong cái quá trình cho con bú ấy, thì chúng ta cần tham khảo thêm cái ý kiến của bác sĩ khi mà sử dụng cây
Hoàng Liên Ổ Dô này, hay còn gọi là cây mận gấu Bắc đấy, hoặc là thập đại câu lao, hay còn gọi là giang tàng, đấy là tiếng địa phương của chúng tôi đấy. Đấy, thân của nó có màu vàng rất là đặc trưng nhé các bạn nhé. Đấy, thân có màu vàng rất đặc trưng. Lá kép. Đây, mép lá có những cái gai này. Đấy, mép lá có gai đây các bác này. Đấy, đến thời điểm tháng 2, tháng 3, tháng 3, tháng 4 ấy, thì nó sẽ ra hoa kết quả. Ngọn này nó rất tốt. Đấy là những cái đặc điểm và nhận biết. Đấy, hy vọng đây là những cái thông tin bổ ích tôi đã gửi đến cho các bác. Nếu các bác thấy cái clip này hay, ý nghĩa thì đừng quên để lại cho tôi một like và nhấn vào nút đăng ký, nhấn thêm quả chuông để được nhận được những cái clip hay mỗi ngày về thảo dược. Người Giao xin cảm ơn tất cả các bác.